Một trường hợp thai phụ vỡ tử cung đã được phát hiện và điều trị thành công tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Đến hôm nay, sau 7 tuần điều trị, bệnh nhân đã được mổ đẻ mẹ tròn con vuông. Thành công hiếm có trong y văn thế giới này đã đánh dấu bước phát triển mới trong chuyên ngành sản phụ khoa của Việt Nam. Thai phụ 21 tuổi ở Phú Thọ đã bị đau bụng dữ dội lúc thai 24 tuần. Khám tại hai cơ sở y tế đều chỉ định đình chỉ thai vì hết sạch nước ối, không truyền ối được và chẩn đoán thai bất thường. Nhưng quyết tâm giữ con, thai phụ đã vào Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và được bác sĩ nỗ lực tìm nguyên nhân cạn ối. Sau hội chẩn, với kinh nghiệm dày dặn, các bác sĩ đã nghĩ đến tình huống vỡ tử cung và quyết định truyền ối để cứu thai nhi đang có nguy cơ chết lưu. Đây là một ca truyền ối rất khó khăn vì lượng nước ối còn lại ở trong buồng tử cung gần như không còn bao nhiêu cả. Không thể tìm được cái khe để cho truyền vào truyền. Mà nhờ kỹ thuật y học bào thai mà chúng tôi đã bơm nước ối vào trong buồng tử cung cho em bé và chúng tôi siêu âm được kịp thời. Thấy hình thái của em bé bình thường, không có dị tật gì cả. Chúng tôi lại làm xét nghiệm thăm dò thì chúng tôi lại biết được rằng là về di truyền thì mới hoàn toàn bình thường. Khi biết một em bé bình thường thì chúng tôi càng quyết tâm giữ. Quyết tâm ấy đã giúp thai nhi như hồi sinh, được nuôi giữ bằng tất cả phương pháp tiến bộ nhất đến 31 tuần, từ 600 gram tăng lên 1,5 cân. Và các bác sĩ đã quyết định mổ đẻ, tránh nguy cơ suy thai. Lúc em bé chào đời thì vết vỡ ở đáy tử cung mẹ dài hơn 2cm đã được khâu lại. Trong cái quá trình mà chăm sóc cho sản phụ thì mình vô cùng lo lắng, bởi vì trên y văn chưa có tài liệu nào hướng dẫn. Và khi em bé chào đời thì mình mới thở phào nhẹ nhõm, mình cảm giác như con mình vừa chào đời. Sau khi điều trị ở đây, em đã sinh cháu hoàn toàn khỏe mạnh và hồi phục. Thành công hôm nay đã góp phần khẳng định năng lực sàng lọc, thăm dò điều trị cùng kỹ thuật can thiệp trong y học bào thai của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, cũng như tâm huyết trong công việc đầy ý nghĩa của mình.